Vâng, quý vị đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR Nationwide Việt Radio phát đi từ thủ đô Washington. Lê Ngọc và Bích Duyên xin gửi lời chào quý vị và mời quý vị trở lại với chương trình Tình ca chọn lọc với Bích Duyên với sự bảo trợ thường xuyên của văn phòng luật sư Frederick J. Day. Lê Ngọc xin chào chị Bích Duyên. Bích Duyên xin chào quý thính giả của Đài NPR Radio và chào Lê Ngọc. Hôm nay trời khí hậu rất là lạnh. Mà lại có lất phất mưa nữa, cho nên đã trở qua mùa thu rồi đó, Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, nãy giờ Lê Ngọc trong radio thành thử chưa có được hưởng cái lạnh đó đó thưa chị. Thưa quý vị, chúng ta cũng đã từng nghe nhạc của Đức Huy, nhưng mà những người ca sĩ hát trước, bây giờ lại mời quý vị thưởng thức những ca khúc của Đức Huy. Và để mở đầu chương trình mời quý vị thưởng thức nhạc bạn Và Tôi Cũng Yêu Em. Do một người ca sĩ nổi tiếng mới của trung tâm thúy Nga, đó là Tuấn Anh. Dạ vâng, và Tôi Cũng Yêu Em sẽ là nhạc phẩm để mà mở đầu chương trình Tình ca chọn lọc với lại Bích Duyên. Xin mời quý vị thưởng thức giọng ca mà chị Bích Duyên vừa mới giới thiệu đến cho quý vị. Một giọng ca mới trẻ trung đang lên phải không chị, của thúy Nga, ca sĩ Tuấn Anh. Một cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu ngày và yêu biển vàng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ. Và điếu thuốc giấc ngủ không mộng mị, và tôi cũng
Quý vị có thấy một giọng ca mới, cho nên cái bản nhạc diễn tả nó có vẻ là lạ lạ. Thì bây giờ chúng ta lại nghe một bản nhạc cũng quen thuộc và qua một giọng ca mà chúng ta đã từng nghe, đó là ca sĩ Don Ho trong bản nhạc Bay Đi Cánh Chim Biển. Vâng, và trước khi mà để cho quý vị thưởng thức cái nhạc phẩm Bay Đi Cánh Chim Biển này đó chị Bích Duyên, thì có khá nhiều thính giả mà của California, mặc dù là cách xa chúng ta cũng cả 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà cũng hay thường nghe NPR. Và đặc biệt là những vị thính giả này lại rất biết rất nhiều ca sĩ mới nữa. Thành thử qua giọng ca của nam ca sĩ Tuấn Anh, quý vị này có thể cho chị Bích Duyên hoặc là Lệ Ngọc biết xem coi là quý vị cảm thấy như thế nào, giọng ca mới của nhạc sĩ Tuấn Anh có thích hay không? Chị Bích Duyên thì ở số điện thoại là 703-599-6043. Còn nếu mà quý vị quen với cái số điện thoại của Lệ Ngọc thì quý vị cũng có thể text vào. Rất là nhiều quý vị thính giả là yêu thích những cái nhạc phẩm mà chị gửi đến với những cái giọng ca mới nữa chị. Thành thử Lệ Ngọc muốn hỏi xem là quý vị có thích hay không nữa. Đó là cái xem coi là chị Bích Duyên có nên thường xuyên mà giới thiệu đến cho quý vị những giọng ca mới trẻ trung hay không nữa. Và như vậy khi mà trở lại với ca sĩ Don Ho, Bay Đi Cánh Chim Biển nữa chứ. Thì khi mà không còn một cái giấc mơ nào để mà giữ đôi chân em thì thôi cứ bay đi. Cái cánh chim biển hiền lành này. Rồi, mời quý vị cùng nghe. Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu bay ra khỏi tầm tay và tiếng xa. Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em khi mặt trời đổ trên đôi cánh buồm. Theo tiếng hát của người thù lượn trên sóng vỗ về, gành đá chim bay qua lang thang cánh gió chiều, buồn trắng men sang hồ đất trời rộng sao em không bên đôi. Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu bay ra khỏi tầm tay và tiếng xa. Hãy
chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em, chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em khi mặt trời đậu trên đôi cánh buồm. Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu bay ra khỏi tầm tay và tiến xa. Chưa kịp trả lời, có lẽ chúng ta nên tắt thì nó mau hơn, mình có thể trả lời mau hơn. Thưa quý vị, thường thường những thính giả thích nhạc của Bích Duyên thì thường thường gọi vào mà nói, nhưng mà có nhiều quý vị nói là tôi thích nhạc của cô lắm, nhưng mà có điều nhiều khi tôi gọi lên trên đài phát thanh thì tôi ngượng lắm, tôi không muốn nói chuyện. Thì quý vị nếu mà cảm thấy không muốn nói thì cứ tắt cho Bích Duyên cũng được. Cả những thính giả ở các nơi thường thường gọi là nói rằng là những bản nhạc của Bích Duyên chọn lựa thì đó là chọn lựa, nhưng mà những bản là phải là những phong bản nhạc cũ nhưng mà mọi người những giọng ca mới. Cho nên hôm nay thì Bích Duyên lại mời quý vị thưởng thức một bản nhạc mà rất hay, đó là bản Nếu Xa Nhau của Đức Huy do ca sĩ nổi tiếng là Kỳ Phương Uyên trình bày. Như vậy thì Lệ Ngọc thấy rõ ràng là thính giả yêu cầu nghe giọng ca mới nhưng phải là nhạc phẩm cũ, phải không chị? Đúng rồi, quý vị thích, nói là tôi thích chương trình của cô bởi vì những bản nhạc xưa lắm, tôi có nhiều kỷ niệm, nhưng mà những người ca sĩ mới thì rất là hay. Mời quý vị. Nếu xa nhau, em xin làm mây thu khóc anh dài những tháng mưa ngâu. Mưa thu buồn, buồn đời em bấy lâu. Gió thu sầu, hát bài ca nhớ nhau. Nếu xa nhau, em xin làm dòng sông nhớ anh nhiều những thoáng mênh mông. Khúc sông buồn trôi bao lá sông, tim bay chiều lạc loài vương nhớ nhung. Cùng tháng năm mây thu trôi lững thững cuối trời, biết bao giờ thôi phiêu lãng giữa thoáng mơ ngâu. Anh có nghe chăng bài tình ca đã sang đông, thôi em làm im vắng những đêm dài mơ ước gió trắng. Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ lắm, biết bao giờ đời em thôi dở dàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình hôm nay, Bích Duyên và Lệ Ngọc xin thân tặng cho các thính giả ở Hoa Kỳ, ở châu Úc Châu và nhất là ở Việt Nam, quý vị đã gọi sang. Và xin tặng cho anh Trinh và chị Tám ở Tây Đức, cho Trang ở England, cho ông bà bác sĩ Ngô Trọng Thọ, ông bà Lê Tấn Mộng Hoa, ông bà Đinh Hồng Cường, tặng cho Hoàng Phượng và anh Lương, tiệm vàng DuPont và các bạn. Tặng cho Thanh Mai, Ngọc Bá và các anh chị em tại nhà thờ Thánh Từ Đạo, cho Kim Hậu và Jack ở Canada và Cathy Phượng ở Tampa, Florida. Tặng cho anh Ngọc Hầu ở New Orleans và anh Thông Lương ở New Mexico. Mời quý vị thưởng thức một bản nhạc rất hay, đó là bạn Người Tình Trăm Năm. Bây giờ Lê Ngọc xin thân tặng tất cả quý vị. Vâng, và thưa quý vị, không biết là Lê Ngọc nghĩ là quý vị thính giả có ai ước mơ mình được làm người tình trăm năm hay không? Nhưng mà cái nhạc phẩm này của nhạc sĩ Đức Huy thì có quá nhiều người ước mơ, thưa quý vị. Thành thử có tới 12 ca sĩ của Thúy Nga sẽ hát để mà cho quý vị thưởng thức Người Tình Trăm Năm. Vòng tay yêu dấu đã xa rồi, như con tàu xa khơi. Một ngày nào đó anh sẽ biết rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mơ. Một lần đã trọn vẹn hiến dâng với em, anh mãi là người tình trăm năm. Đến một ngày nào đó, anh xa em. Một ngày nào đó. Em nhớ có một lần mình nói đã yêu nhau, có vầng trăng làm chứng. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình muốn có. Trọn vẹn ai ân với em, anh mãi là người tình trăm năm. Đêm có một ngày nào đó. Sáng đêm nay,
Giới thiệu đến cho quý vị những nhạc phẩm của nhạc sĩ Đức Huy thì Lệ Ngọc nghĩ ra ngay rồi, chắc là thế nào cũng phải có nhạc phẩm này quá, mà đúng như vậy thưa quý vị. Mời quý vị thưởng thức Đừng Xa Em Đêm Nay. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây, đừng xa em đêm nay, đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn, đêm khuya vắng nghe buồn hơn. Con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay, cho em biết anh cần em. Và hãy nói anh vẫn yêu em. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm. Lắng nghe tiếng đêm, nghe nhịp đập con tim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vào tim em. Những sao xuyến đã ngủ quên. Còn rất nhiều bản nhạc nữa, nhưng mà hôm nay Bích Duyên để dành lần sau. Và chúng ta nghe một bản nhạc rất hay, đó là bản nhạc Cho Vừa Lòng Em của nhạc sĩ Nhật Ngân và thơ của Hàn Mặc Thế Nhân do ca sĩ Hoài, ông sĩ mới đấy, tức là Hoài Lâm, rất là hay, của Thúy Nga. Và Bích Duyên cũng xin tặng cho bác Trí và chị Lê Kim Cô Nương, tặng cho Hoàng Dung, cho anh Trường và chị Thu Nguyệt, cho anh Bùi Thanh Tiên và anh Lưu Đắc. Mời quý vị nghe bạn Cho Vừa Lòng Em. Xa nhau kể từ đêm pháo đỏ dịu hồng, anh đường anh, em đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thương. Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn, ân tình cao tựa bằng đón, chỉ đôi bằng nhung lụa sao người. Anh về gom lại thứ em, cả nghìn trang xây mộng xanh màu, gom cả áo lạnh ngày xưa anh đem ra đón.
hót anh cho tan, cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đàn áo cho người mới, khi mùa đông lạnh lùng xa ngày xưa em ơi. Hết rồi chẳng còn chi nữa đâu em, yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sầu, còn gì nữa đâu. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chúng sinh. Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu yên sân người hết. Chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi. Vâng, một nhạc phẩm mà quý vị cũng sẽ yêu thích trước khi mà chúng tôi chia tay với lại quý vị, chị Bích Duyên và Lệ Ngọc, đó là Trăm Nhớ Ngàn Thương của nhạc sĩ Lam Phương. Và đặc biệt là cái nhạc phẩm này mà khi mà quý vị nghe cặp song ca này nữa, đó là Thái Châu và Mai Thiên Vân nữa, thì quý vị sẽ rất là yêu thích nhạc phẩm Trăm Nhớ Ngàn Thương. Đã tàn nhụy đã phai, chiều hôm nay trời thanh vắng em đi về, về với ai?
một người đi, một người sâu nhìn hoa úa buồn về máu, đôi chân mòn tìm dư ấm hè phố vắng. Ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tàn mơ ước em ơi, anh ở đâu? Chiều nay mây đen răng sầu đường về, nhìn hoa rơi não nề. Người ơi sao chẳng về, còn mong sao không nói ra đi không một lời để phút ra tim tôi. Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay. Người đi để nhớ cho đời. Làm sao tôi đến bên. Mây hồng đưa bước em sang, hay từ đây em dỡ dàng tình hỡi chôn vào thiên thu. Mất em rồi, xa em rồi, hoa đã tàn, lũy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng em đi. Nay đã đi vào quyền lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm anh ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối. Làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ con này đàn đứt dây tơ, một phút tim em mơ hờ. Anh vừa sầu nhớ nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình say ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm chăn chú, tìm đông cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ. Anh chết trong mộng. Từng đêm
anh chết trong mộng. Thưa quý vị, chương trình tình ca trở lọc của Bích Duyên và Lệ Ngọc về đây chúng tôi xin tạm ngưng và hẹn lại lần sau, và chúc quý vị một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc.